Mà nó không lắm. Đâu? Dạ. Bánh gì mà nhìn nó yếu xèo. Đâu đâu. Thế là trời. Lóc bánh nước một bịch nước mà. Đâu rất đâu. Thấy thằng bên đầu xuống rồi ngon chiều đó. Ừ đâu. Thì bây giờ phải leo lên để lấy cả nhà. Con bìm bìm à. Con này nướng anh ngon rồi cha. Ngon lắm. Mày thấp bên đầu xuống bằng đó. Thấy không? Tôi biết mà con dường chết ra mà chị nó yếu. Wow, to nha. Đây. Mấy cái viên đạn. Đồ, đi bài. Đây cả nhà. Mấy năm Thái vừa mới đi săn được này. Đánh đá này cả nhà. Đấy, vậy gì đâu, không? Như vậy đấy. Ý. Ê, giờ tốn cha chứ, mấy cái cuộc cái nhiều ngậu không? Ở bên mình đây mà. Quen kia, quen kia gỡ, nhưng rồi nó bay mất á. Bay được, nó trong đầu đầu mà. Nó bay nhưng mà phải dính tùm lum hết. Đây mong nữa. Thái xin chào buổi sáng cả nhà nhé. Cả nhà thân mến, sáng nay thì hai anh em Thái tiếp tục và làm video gửi đến cả nhà ha. Thì hôm nay hai anh em Thái sẽ làm một cái chủ đề đó là reo ngoài đồng mọi người ạ. Ngay chỗ Thái đây có một cánh đồng trống rất là rộng lớn. Và hai anh em Thái sẽ tiến hành bẫy chim và bẫy cúc. Thứ hai nữa là nói chung là làm săn bắt hái lợn mọi người ạ. Thì lát nữa đây thì hai anh em Thái sẽ tìm đến một cái con suối chảy từ ở trên thượng nguồn xuống, nó cũng khô nước rồi, thì xem thử cái ao nào khô nước thì anh em Thái sẽ tát cá không, tát nước để bắt cá và đánh chim không, đánh bẫy chim. Mời cả nhà cùng với hai anh em Thái để trải nghiệm hết cái video ngày này nhé. Anh Bình anh đi đâu rồi, đi trước anh đi đâu rồi, anh Bình ơi, Bình. Bên. Rồi cái này thì bây giờ mấy anh em Thái sẽ đi tìm những cái dụng nước nào đó để tát hoặc đánh lưới không. Thì mình phát hiện một cái dụng nước ở gần đường. Đâu ốc à? Mấy ốc gạo hả? Ngon cực kỳ. Ồ. Đây đúng mặt này. Ngon cực kỳ. Rồi. Tôi thả khúc lưới này cái coi như tôi bắt xong. Ốc gạo ngon lắm anh Thái. Rồi thì bây giờ mình thử quýnh một giác lưới ở đây thử nha cả nhà. À chà. Sâu dữ cha. Sâu ra. Ồ, hàm đỉnh vậy mà sâu nghe. Tháo đầu gấu rồi. Bạc lưới mấy đi lượt. Ở đây thì anh em Thái thấy ốc gạo rất là nhiều. Anh Bình mới bắt được mớ. Bây giờ thì sẵn tiện là bắt vài con ốc luôn. Ốc này. Ồ, cá như cá rô phi hay sao không à? Cá đó, cá gì luôn. Cá rô phi với cá ngạnh à. Cá ngạnh muốn nữa. Nước mặn mà. Ừ. Nước mặn không phải nước ngọt đâu. Vô, ốc báo luôn. Hôm nay là nước mặn nhé cả nha. Ốc. 80 ngàn lo. 80 ngàn lo. Anh gì mà hứa cha. Đây, đây cả nha. Đấy, ốc nè. 80 ngàn lo. Dữ quá. Đùa đi nhiều cho ông. Ồ. Cái đồ đi sang được không? Cái gì ta? Cái gì thấy nhỏ nhỏ không à? Có nó có to chứ? Có cái hờ trong mấy hốc đá thì có cái trê rồi không à? Ừ. Hôm nay mấy hôm nước mặn mà cũng coi như bách có cái thôi đó. Ừ.
Nãy giờ thì ha, mấy anh em thấy bắt được một trâu ô ké trâu. Ké vô à? Mấy gì ké gì, mấy gì bắt? Ké rút vi không à? Ở trên đó chó, ké đi trên xuồng mới nhất hạng này. Con cá đây ăn mới ngon, cá đây là cá nước mặn mà. Ké rút vi mà dính giặt lưới luôn rồi. Bắt cá gì? Ở không? Cái hầm này mà tát ra cho bắt bọn luôn á. Châu, tát không có chỗ tát, có chỗ tát đâu ạ. Quyết định mới đem một thùng đi bắt tát cá mà nước đi tát không được. Không có cái chỗ nào tắt ra hết. Đây này giờ anh em thấy bắt được chắc nửa lon không cả nhà. Wow, cá rô phi. Cá đây là nhức hạt luôn. Ồ, quýnh một giác đâu có được 3-4 mét gì cả nhà. Mà cá dính đen lưới không. Cái này là coi như là chiên chù là coi như là hết dầu luôn á. Mà cũng không bình ở đây. Không bình ốc quá. Không bình. Đây là chất lượng là nước rằm. Ồ, đã chưa? Rằm bi chứ phải là con cua. Còn rạm à? Rạm, rạm mới nhức xương cho người. Ồ, còn ra nướng gì bài á? Rằm bi là giá muối ý. Giá muối ý. Bỉ chân nó, bỏ vô bi cho nó khỏi vậy. Rằm bi giá muối ý, nhức xương luôn. Cho. Cái hầm này là khô nước cả nhà. Cá cua rất là nhiều trong này. Nhưng mà không có cái thớ nào đỡ hai anh em thấy sự tát nước không? Cho nên là phải thả lưới. Chỗ kia thì là cao quá, còn bên này thì nó sẽ chảy ngược lại xuống đây. Cho nên là không có thể nào mà tát được. Sáng thì hai anh em thấy có đem theo là cái thùng sơn để tát nước. Thế nhưng giờ thế như thế này là không có tát được. Phía dưới kia cũng có một hầm nữa nè. Ôi giời ơi, có con cua chưa hả? Cá cua gì? Cá luôn là cá. Con khúc đây mà cá dính bò dính đen lưới. Anh gì hết vậy? Anh chào ô. Ô. Cá rô gai thấy không? Cá rô gai nữa hả? Ừ. Ô, cá rô gai kìa nha. Thấy không? Anh chà đi. Anh chà con. Con rạm. Con rạm bì. Con rạm bì nữa. Bắt hết rồi đó. Chúng tôi bắt không được. Wow, con này hơi nhỏ ha, nhỏ mà ngon ha, chắc thịt. Đi bài bài. Đi bài luôn. Ồ, con cá rô gai. Mình và vừa đi bắt ốc vừa đuôi cá. Đấy. Hầm một chút xíu thôi cả nhà. Thì hai anh em Thái sẽ đánh một giác lưới ở đây. Rồi sau đó sẽ đi lên trên đây kia để đánh chim và bẫy cút nha cả nhà. Đánh thử có con chim nào không. Yeah. Rồi thì bây giờ hai anh em Thái sẽ đi lên cái bờ suối này. Bờ suối này nó cũng khô hết rồi cả nhà. Thì anh em Thái sẽ đánh một cái giác lưới, lưới tàng hình là mọi người. Như chim không? Bảy chim, xem thử là có con nào hay không. Và bảy xong thì anh em Thái sẽ đi bảy cút tiếp nha. Khu vực đây là mọi người thấy không ạ? Những cái cây đây rất là nhiều, cây sậy nè. Và cỏ rất là nhiều, hy vọng là lát nữa thì cũng đánh thử cúc thử nó có hay không. Nếu có thì quay video nướng cho cả nhà xem không. Này kìa nha, thì sáng Thái có đêm theo là mì quay này, bên đây là son nè, bánh mì ăn sáng này, đây là một chai nước suối này, ở dưới đây là không có nước nha mọi người, chỉ có phải mua nước uống thôi. Đây là lưới cung này, cung lưới bảy cúc này, đây là lưới tàng hình này, lo bảy cúc này, đấy, rồi, đây là dầu ăn dao, rồi hết rồi. À,
Thì bây giờ chờ anh Bình ăn sáng xong thì hai anh em Thái sẽ tiến hành đi dăng lưới tàng hình, xem thử nó có dính được con nào không nha. Giờ hai anh em Thái sẽ đi cắm cây và dăng lưới tàng hình. Sáng thì Thái có đem theo một cái ná nữa này, mà chắc ở dưới này thì không có cây có nhiều, ná thì chắc không có tác dụng gì nhiều, nhưng mà cũng đem theo bắn thử không có con nào bắn hình rồi nha. Đây cất cái túi không. Hôm nay là hai anh em Thái sẽ đi săn bắt hái lượm giữa đồng giữa xé ha, hy vọng có cái gì đó nướng cho cả nhà cùng xem. Đây đàn đây nè, cắm xuống rộng á. Rồi bây giờ hai anh em Thái sẽ đi cắm cây trước nhé cả nhà. Rồi thì bây giờ hai anh em Thái sẽ cắm từ đây cắm lên to trên kia nhé cả nhà. Mình sẽ cắm thử ha. Đúng rồi, tầm đông kìa. Đây đâu phải tầm đông cha. Lỗ. Lỗ. Ừ. Cắm được rồi. Tầm đông cha. Xuống đây. Cắm trên giữa nè. Ừ, ngon ngon ngon. Cắm hết rồi, khô hết rồi. Hai ngư, hai ngư. Ủa xuống nào. Không nổ nè. Đây, ở đây. Rồi, một cây. Cắm từng bờ này nó có đổ lúng vô dưới đi. Theo cắm. Còn gì nữa. Rồi. Tôi cắm hết xuống rồi mà tao cha. Rồi, tiếp cây thứ hai kìa nhé. Cắm cắm bụng như vậy nữa. Năm chục rồi nha. 50 mét. Để tới đây là 10 mét rồi. Thôi. Thế. Rồi thì hai anh em Thái sẽ cột lưới vào cây, rồi sau đó sẽ cắm lên nhé cả nhà. Lúc nãy thì cắm trước thì không thể nào cột được, phải cột trước cắm sau. Tấm lưới này thì 50 mét, khá là dài. Ủa, 4 cây lận mà sao đây có 2 cây ơi. Đây đây. Đây, anh em Thái mình đã dâng tới đây rồi, tiếp tục là lên trên này hả. Cắm bên đây.
rồi cả nhà. Đây thì mấy anh em thấy cũng đã dừng lưới tàng hình xong, hy vọng có con chim nào để thưởng thức cùng với cả nhà ha. Rồi thì bây giờ hai anh em thái sẽ để đây và đi bẫy cút nha. Đây cả nhà, giờ mấy anh em thái sẽ tiến hành đi bẫy cút nha. Đây là cái loa nhựa cút, thái mở cho cả nhà xem này. SD card mode. Bắt đầu đi thôi cả nhà. Lấy cái dao rồi chứ. Dao chi? Dao để dọn. Dọn gì dao đi, dọn bắt tay nó dao gì. Bỏ thì mày làm quá chị cây dao. Dọn phải đem dao chứ. Dọn phải rồi, đem đây thôi. Dọn video này rất là hấp dẫn nhé cả nhà. Rồi, đây. Đấy. Khu vực này rất là đẹp đúng không? Wow, đẹp quá. Gió à chị? Ở ngoài kia. Ở ngoài kia. Ờ, quýnh đây đi. Đây, đây. Chống mà quýnh chứ. Vô một túi này. Đánh gì? Đúng nè. Sao ai xuống đây bắt rắn nhiều lắm mà. Ồ, vườn chuối à. Ở đây chuối không ăn được không? Chuối già hương hả? À? Chú ý kìa nha. Bỏ loại. À chà. Tàu dầu biến qua biến. Chà. Rồi thì bây giờ anh Bình sẽ đảm nhận cái nhiệm vụ là cắm cút nha cả nhà. Mắt này đu rồi mà xài thứ tàng hình móng móng không. Rồi. Quấn xong rào chứ. Cái máy là đỡ nghiêng trong bụi chuối đây. À. Chứ đỡ đâu, đỡ gần quá con cút nó chạy đâu nó nghiêng nó sợ. Rồi thì tiếp tục cái bẫy thứ hai cả nhà. Đây là những quấn giờ quấn người đồng tống rồi chưa? Đồng tống giờ đồng đi quấn gì? Những quấn được quay đồng tống à? Rồi ok. Chắc là tìm một cúc ăn chắc khó quá. Quấn tập kỹ khó đó. Thì quýnh thành rào bà bán. Nếu có cá cút ở dính đưa rào bà bán cho là phải quýnh bỏ từ đi từ đưa ông. Bây giờ chắc không có rồi. Đây kia chắc không có đâu. Trong bụi đậm rồi đây thử ra sao. Đậm rồi dính dưới rồi thôi. Quýnh được ngoài cho đây khi nào nói là thấy không thấy. Giật luôn nó bà đánh đó. Hai anh em Thái đem theo 10 cái cung bẫy như thế này và cắm hết luôn nhé cả nhà. Hôm nay là vừa bắt ốc quấn lưới, vừa đánh chim tàng hình, vừa bẫy cút. Để dính cái gì dưới nè, dính cái cung đây nè, dính dây đấy. Đâu được rồi,
Đây cả nhà. Thì bây giờ Thái sẽ mở cái loa cút này lên để cho nó chạy dưới lòng nha. Theo anh Bình nói là như vậy, nhưng mà Thái hôm trước thì Thái cũng có gai rồi, có bẫy rồi ở trên rừng là Thái làm xong Thái mới mở lận. Nhưng mà anh Bình hiểu là giờ mở luôn. Rồi mở nhé cả nhà. SD card mode. Chờ đợi thôi cả nhà, thì bắt đầu anh em Thái xì gai tiếp tục tất cả các bẫy ha. Mình đang bẫy thứ mấy rồi anh Bình? Bẫy thứ mấy rồi? Không biết đâu. À, còn 4 cái. Còn 4 cái vậy 6 rồi. Làm mấy cái đường nhảy về dính cho con gì nó đâu thấy mình đâu mà. Thứ 7 rồi cả nhà. Mấy ngu giờ lạnh không? Lạnh gì? Hả? Ngu ngu gì mà lạnh là gì? Không hiểu. Mấy ngu làm nó còn lùm cụm như là lạnh không? Mình nói hồi nãy còn bỡ ngỡ với cái bẫy, bây giờ là làm thành thục rồi. Rồi mình là hôm nay là đạo diễn nha cả nhà. Thái chỉ có nhiệm vụ là cameraman thôi. Nhưng mà chưa có anh có nghĩ đi nhưng chính mình đi luôn nha. Không thôi chứ đối anh nói. Bảy thứ 8, còn 2 bảy nữa cả nhà ơi. Đây. Bình nấu nữa. Đấy, trồng lên như vậy đấy. Chấm mau cũng in nếu ốm bị đâu mà sâu mà. Rung rung hả? Rung mong. Cái cút đó mọi người, cái máy nó thổi hình như 3 tiếng không à? 3 tiếng hồ là hết pin. Đây nó dính lắm. Cái này đại đại tàu lao còn dính lắm. Gài cút kiểu độc lạ nhất. Thôi đại bây giờ thì sao biết tôi. Video rất là hấp dẫn nhé cả nhà. Cả nhà hãy cùng với anh em Thái hôm nay là một cái chuyến đi có thể nói là vui nhất. Vừa thả lưới bắt cá, vừa bẫy chim, vừa bẫy cút. Hôm nay mà không có dính con gì là bể lắm ấy. Dính con gì dập nghỉ luôn ạ. Dập nghỉ luôn. Dính thì dập nghỉ rồi thôi. Ơ đưa. Thích mình dính rồi. Dê. Dính là không chạy tấm. Dính là không chạy tấm như nó chạy. Mà mình ở đây ít cút. Rồi, ok. Xong chưa? Xong, đi ngủ. Giờ đi ngủ.
Phía dưới đây thì mấy anh em thấy có đánh lưới chim này, nãy giờ không thấy dính ngay con nào hết trơn trọi. Rồi cả nhà, thì bây giờ hai anh em Thái cũng đã bẫy cút này, bẫy chim này xong hết rồi. Thì bây giờ mấy anh em Thái sẽ quay lại cái chỗ bỏ đồ và nghỉ ngơi ha. Sẽ chờ đợi xem thử là lát nữa nó có dính gì không thì Thái sẽ cập nhật tình hình cho cả nhà cùng xem ha. Rồi cả nhà, thì bây giờ mấy anh em Thái sẽ xuống thu lưới xem thử là có cá không ha. Lúc nãy thì cá dính rất là nhiều. Bây giờ anh Bình đang có mặt ở dưới đây rồi. Đấy. Thôi cho thu lên luôn rồi chứ còn nữa. Vô cá dính dày đặc luôn cả nhà. Wow, sù gai nhiều chưa đây. Cua nữa. Rạm rạm. Trời xấu nha. Mới gửi đầu cũng nữa. Trời ơi, nghe chắc không hút được chứ đâu. Ồ. Xem cái mỏ hút đây còn dính con rạm nè. Ồ, cá rô phi. Rất là nhiều cá cả nhà. Đấy, đánh từ đây lại đó có chút xíu thôi. Mà cá cũng có, mà cây cũng có. Rác nhiều lắm. Cua. Đây, nó kìa nha. Đây, mới dính được một con rạm nữa kìa nha. Ây da, kẹp cũng đau rồi nha. Đau mà đau ít, không bằng con cua. Con rạm này kẹp ít đau lắm. Trời ơi. Mà đem lên kia gỡ luôn. Con khúc mà dính. Con khúc mà dính sao mà. Cá rô phi đặc luôn. Đấy, nhà thấy cá dính không? Rất là cá. Hầm này là nếu mà tác là y bài hơn Vinh. Rồi, thì bây giờ mấy anh em Thái sẽ lên lại cái chỗ bỏ đồ để nghỉ ngơi một lát nữa không cả nha. Lúc nãy thì mấy anh em Thái có đánh lưới này, dính cá rất là nhiều. Ao cái hồ nước này là cá nhỏ và dính rạm cua bát ngát luôn, 3-4 con rạm luôn, 1, 2, 3, 4 và một cá rô bí này, rô gai này, đấy. Sáng anh Bình cả đêm theo cái xô này sẽ tát cái ao đấy. Tát cái hầm nước đây mà không có địa thế để tát. Nước thì nó mạnh hơn nước cầu ngay. Rồi, thì bây giờ mấy anh em Thái sẽ nghỉ ngơi một xíu không? Hôm nay đi chuyến đi vui mà cả nhà. Hy vọng có con cút nào hả anh Bình? Thì mấy anh em Thái thấy chim có dính trên lưới mọi người ạ. Thì bây giờ em Thái sẽ đi gỡ không? Cho bây giờ thấy là sao mới thấy dính gì vậy? Tại còn thấy dính nhiều gỡ luôn. Đỡ dính nhiều gỡ. Ủa, con chim gì lại coi thử. Đây đây. Mình lần đầu tiên mấy em Thái đánh chim. Wow, chóc bạch. Bảo à. Chim là chí không à? Mía hả? Chí. Chí là gì?
Ê, đường con rồi kìa nha. Đấy. Cái gì mà bày nó. Chim như bà. Chim như đẹp này. À, rồi. Không biết là nào gửi nữa đây chứ. Chùa bà kiến đâu chỗ cha chứ. Bà kiến cua kiến nhau ngậu không. Bà kiến bên đây mà. Quen kia. Bên kia gửi. Nhưng nó bay mất á. Bay được. Trong đầu đầu mà. Nó bay nhưng mà bà kiến tùm lum hết. Đây mỏng nữa. Bà kiến tùm lum tà la đây nè. Bà kiến hả? Bà kiến bạc. Bà kiến yêu bà kiến cưa lắm. Nổi nữa. Quen bên đây đi. Bà kính sao à? Trời ơi, bà dính gì? Ông nghĩ giờ không thành cái con chim yêu đây mà dính tôi nữa. Lưới là quýnh lần rồi. Quýnh lần hai là rất tăng nát. Tôi bị mỏ rồi quá. Đấy, cả nhà dính được con chim rồi. Cột, cột nó lại cho nó kêu như vậy à? Bà kêu, ghét chưa? Rồi, dính được một con rồi cả nhà. Thăm nữa không? Hết rồi. Cả nhà ơi, anh em thấy phát hiện thấy đây, cây kè đây này, kè đây kêu kè gì anh Vinh? Kè 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 dại, kè nút cái gì vậy chứ? Lá thu đủ non với lá sáng sao vậy, ngon lắm. Đây. Kè đây là ăn rất là ngon. Đây cả nhà, xài triệu quả luôn. Hai mới giờ. À, xào ha. Đây. Kè này nó rất là ngon. Thấy đây là xào với lá sắn nè. Lá sắn mi vậy mọi người. Thường hôm trước thì Thái cũng đã ăn rồi. Xào với lá sắn mi, lá sắn mi mình giã nhỏ ra. Rồi xào chung với cái trái kè này. Thơm không? Thì mấy giờ anh em đã sẽ đi bán chim không? Anh Bình sẽ đi bán chim. Bánh mày cục vỡ rồi mà nó không lớn. Đâu? Dạ. Bánh gì mà nhìn ngắn xèo. Đâu đâu. Thế là tàu. Tôi thấy hả vậy? Tìm việc làm tàu lửa không thấy nhà. Yêu quá yêu bánh này đâu. Trúng nó không vậy? Trúng nó không lẹn, trúng... Không lớn mà cửa nó không không lớn thế nè. Ừ. Nhìn nó yếu quá, cái nó không lúng. Kìa kìa nha. Kéo can lên. Ông nội tôi nó yếu nó ông qua nó hai sợ cho nó được con sợ một mà chịu gì chịu vậy không bứng bịch lắc cái cánh vào leo lên quất nó đâu chết đâu mà leo nó chết nó bay đầu nếu mà nghe vậy nó cũng bay rồi chứ nó bay đầu nó đúng nó đúng nó mềm ru à nghe không cho bãi lửa cho nhỏ nè cho bãi lửa cho không nó bị bịch nó đâu phải chúng nó chà hết đạn mẹ mà năm viên đạn hết mẹ nó mà nó đâu có chết thôi thông anh thông mới đầu xuống mà chưa chịu rớt nó đâu rớt bị nổ nó bị đạn yếu quá yếu hả còn đúng cái gì nhanh hơn là viên nước không nổ nó không chịu rớt bứng nước bịch nước mà nó rớt đâu thấy thông mới đầu xuống rồi còn không chịu rớt ừ đâu bây giờ phải leo lên để lấy cả nhà con bìm bìm à con này nướng anh ngon rồi cha ngon lắm mà thấm cái đầu xuống bọn đó thấy không tôi biết mà con dường chết ra mà chị nó yếu quá wow to nha đây, đây. Mấy chị dương đậm đồ thì bài dêm năm năm dương kiếm năm con mày nhổ lông mày dêm lên đỏn cho trời chân không à. Đây nha xà thủ ná thủ ná thủ bữa nay Thái có đem theo cái ná này giờ hai anh em Thái đi tìm chim đây cả nhà mấy anh em Thái vừa mới đi săn được này đánh ná này cả nhà con đây là con bình không tướng này rất là ngon mập thịt ghê không sáng giờ thì mấy anh em Thái được thấy được một con chim. Con chim là kêu và con bìm bẹp à. Thì bây giờ nay đang khá chỉ lên thăm cái bãi cút thôi nhé. Bây giờ cũng rất là lâu rồi, không có tiếng
chuyển lên 2 tiếng rồi cả nhà. Máy hình như cũng hết kêu rồi. Anh em phải xem thử luôn. Dính con nữa. Cánh ong này đẹp ghê hết mình. Mình đi ăn ở đây là lần đầu hết rồi, mình rụt hết cả. Đâu ai làm không? Con em rồi, đẹp ghê. Đồng tông quay, rụt hết đâu ai làm. À. Bỏ nó đâu quên rồi. Lên, à. Lên cuối đây nè. Nó hết kêu quên không? Lên cuối đây nè. Rồi vô đây đây đây. Không có cái nhà. Không có hết. Có rồi, nó chạy vô rồi. Không có cái nhà. Hay bảy bên đây đâu, đây một cái này. Khu vực bên đây cũng một cái này, này. Không có. Đây, máy hết kêu rồi. Hết pin rồi. Đúng đúng là 2 tiếng là hết à. Hết pin rồi, thôi ơi. Rồi. Hôm nay lại thất bại cái anh em lại thất bại cái nhiều cút rồi cả nhà, 7 cút rồi. Thì anh đám gì? Hả? Đám gì? Đám từng của tụi nó chứ đám gì? Đám mà không thích cút. Thì bây giờ hai anh em Thái sẽ thu dọn bẫy không? Không vô thôi chứ, phút rồi không phải là. Không có phút không phải mình dính bẫy mà nó không dính. Ừ. Mấy cái rồi? Mấy cái luôn rồi lại đi. À, gỡ hết luôn. Thì video này thì hai anh em Thái sẽ đi bẫy chim bẫy cút thôi rồi nhé cả nhà, chứ không có thưởng thức tại chỗ như video khác ha. Đi dã ngoại bẫy chim bẫy cút cho vui thôi. Rồi cả nhà, sau khi hai anh em Thái cũng thăm lưới bẫy cút thì không có, nơi này không có cút cả nhà, thì bây giờ hai anh em Thái sẽ xuống thăm lại cái lưới tàng hình xem thử nó có dính được con nào nữa không. Còn nếu không thì mấy anh em sẽ thu lưới sẽ ra về nha cả nhà. Nóng đúng thì mình nóng được không? Ừ, nóng hả? Xuống mực tiêu hết rồi. Xuống được không? Chỗ nào xuống không? Mấy cái điều cũng lâu lâu dài. Ôi không có chỗ nào xuống trời ơi. Đây ừ, chắc phải dâng một cái ngay cả nhà. Anh em thấy dâng từ sáng tới bây giờ lại tầm khoảng 4 tiếng. Có một món này chạy đi xuống tất cả tại ở rồi này. À. Cất cài trong đây hả? À, dạ. Ngon chứ, mát chứ. Ồ, không biết con nào nữa hết. Hết chín chim rồi, thao lưới.
Rồi nha, bây giờ thì hai anh em Thái đã thu lưới xong rồi nè. Bây giờ sẽ lên đốt lửa để thui mấy con chim ha. Rồi ra về nhé cả nhà. Hy vọng cả nhà yêu thích cái series video buổi buổi như thế này của hai anh em Thái, thì để lại phần bình luận dưới video, đặc biệt là đăng ký kênh, chia sẻ, like, ủng hộ cho hai anh em mình Thái, hai anh em mình nhé cả nhà. Rồi thì bây giờ anh em Thái sẽ di chuyển lên phía trên. Đây là một cảnh tích.